Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Golden Boots. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau review Nike Magista Onda 1. Phải nói sao về đôi này đây nhỉ? Có lẽ đây là mẫu giày hàng cổ dòng Academy mà tôi ưng nhất. Có thể là nó không sở hữu những công nghệ xịn sò hay là lớp Nike skin mềm mại, nhưng mà cảm nhận trên chân của nó hay hoa lắm các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Để mà nói về phân khúc thì dòng Onda này tương đương với Academy của hiện nay. Nhiều anh em cứ bảo là Onda này là Club bởi vì anh em không tìm thấy mẫu nào thấp hơn, nhưng mà thật ra cái này nó là Academy đấy anh em ạ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua cái tên gọi của ngày xưa với bây giờ nó khác nhau một chút như thế nào nha. Ở bản FG thì Magista Obra tương đương với cả Elite có cổ Dynamic Fit bởi vì upper của nó hoàn toàn là diệt kim. Magista Opus vẫn tương đương với Elite bởi vì ngày xưa bản cao cấp nhất thì cổ thấp và cổ cao nó là hai chất liệu khác nhau. Cổ cao thì thường là upper Flyknit, còn cổ thấp thường là upper da tổng hợp. Magista Orden tương đương với Pro, Onda tương đương với Academy và Ola mới là Club. Sang đến bản TF và IC thì cái tên nó lại khác đi một chút. Ở bản Elite cao cấp nhất thì tên của ngày xưa nó là Magista X Proximo, Pro thì là X Finale, Academy và Club thì vẫn là Onda và Ola thôi. Vậy đôi ngày hôm nay trên tay tôi được gọi là Magista Obra 1 Academy các bạn ạ. Bên lề một chút nha, thì vào năm 2014 Magista Obra ra đời và đã tạo nên một cú nổ lớn, được ghi danh trong lịch sử là đôi giày đầu tiên có upper từ sợi dệt 100%, và cũng là đôi giày đầu tiên mà xuất hiện một cái cổ cao mà hồi đó và bây giờ cũng đều được gọi là Dynamic Fit. Nó mở ra một trang mới trong lịch sử phát triển của giày bóng đá, mà từ thời điểm đó đến nay rất nhiều những đôi giày top end được làm với cấu trúc tương tự. Các reviewer nước ngoài gọi những đôi giày theo xu hướng này là shock boots bởi vì cấu trúc và cảm giác đi vào như đi tất vậy các bạn ạ. Một trong những đôi giày có tầm ảnh hưởng nhất, hoặc có thể nói là nhất luôn cũng được trong thập kỷ vừa qua. Nhưng mà tại Việt Nam, bản TF của Obra 1 hay có tên gọi chính xác là Magista X Proximo đã bị lu mờ rất nhiều trước người đồng nghiệp là Elastico Superfly. Đôi đó mới là đôi giày mà nhiều anh em đánh giá là ngon nhất trong lịch sử, chứ không phải là Hyper 1 đâu. 225g trên một chiếc size 42, cầm trên tay thì siêu nhẹ luôn các bạn ạ. Và với cá nhân tôi thì tôi thích cái upper, cái chất upper này vô cùng. Bảo là êm nhất và ngon nhất thì có lẽ là không phải, bởi vì là Nike skin của Hyper 3 vẫn là một cái gì đó rất là đặc biệt, mà nói một cách khách quan thì có thể là nhiều anh em sẽ thích. Còn với tôi, cảm nhận cá nhân của riêng tôi thì cái upper này nó mang hơi hướng gì đó một chút cổ điển, nó dày và nó lì hơn, nhưng mà vẫn đảm bảo cho anh em cái cảm giác mềm trên chân. Hay hoa lắm anh em ạ. Và ngoài ra nếu như mà cấu trúc này có bị bong đế thì cái việc khâu đế hay dán keo nó cũng rất là hiệu quả, chứ không như những mẫu hiện nay upper mỏng quá thì nếu như mà tác động của kim khâu vào nó sẽ làm hỏng cái cấu trúc của upper và nó sẽ nhanh hỏng hơn. Đồng thời là keo dán thì tôi thấy nhiều phản ánh của anh em là nó không có tác dụng cho lắm. Dùng với bản cao cấp Obra thì họa tiết in nổi được làm từ da tổng hợp chứ không còn là vải dệt như bản cao cấp đâu. Và có một chi tiết tôi thấy khá là thích thú ở đây, đó là chiếc lưỡi gà được may gắn vào một bên thân giày, rõ ràng là sẽ hoàn toàn không có việc bị lệch lưỡi gà gây khó chịu khi thi đấu. Cái này tôi rất thích đây. Bộ đế thì là một tổ hợp của rất nhiều đinh nhỏ và ngắn xếp xít nhau. Như thế này thì có trơn không ta? Vào trận thì thế nào? Anh em hãy cùng đợi phần đánh giá trên chân. Bộ đệm đế này thì sờ êm ái, chỉ là loại gót đệm bình thường không có tên, nhưng mà chất sờ khá giống Phantom Venom Academy đấy. Nhưng mà hãng đã làm tôi thấy là khá gọn vào phía trong so với phần thân giày. Vì thế tôi nghĩ nếu anh em nào đi không quen sẽ thấy đôi này cảm giác khá chơi vơi, trông chênh và nỗi lo bị lật cổ chân sẽ xuất hiện. Đôi giày này là tôi mua cũ và thứ hai là nó cũng có tuổi thọ rồi nữa, nên là cái lót này tôi cảm thấy là nó không phải là chất như mới mà nó có vẻ là bị xẹp đi một chút do dấu vết của trận mạc. Nhưng mà tổng thể thì tôi vẫn thấy là nó khá êm đấy, kết hợp với cả cái bộ đế này. Tôi thì là thích đế cao nên là những đôi như thế này rất là chiếm được cảm tình. Dán chắc lắm anh em ạ, không tháo được lên, nhẹ lắm các bạn ạ. Sỏ vào dễ mà form của đôi này bè, ôm chân tôi khá khít và thoải mái. Nhưng mà size 42 này hơi ngắn tạo nên cảm giác khá sát mũi, nên là lần đầu tôi đá hơi bị tê ngón cái một chút, nhưng mà điều này đã hết sau 3 trận. Vì quen đi giày đế cao rồi nên đi đôi này không tạo cho tôi cảm giác khó chịu. Tôi đi đế cao chưa từng bị lật cổ chân, bù lại thì rất êm, chạy sướng, về không mỏi bắp đùi mà lại cảm giác chắc chân, không thấy một chút nào về sự trông chênh cả. À, thêm một điều nữa là đôi giày này đá không trơn tí nào đâu. Mặc dù có hôm tôi đá trời mưa, cỏ mới làm, nhưng mà vẫn rất ổn định, bám sân phải nói là rất tốt luôn. Nhiều anh em hỏi tôi là làm cách nào để quen với giày đế cao.
Thì mình dành nhiều thời gian cho điều gì thì mình sẽ quen với nó thôi. Việc ngay từ đầu xỏ chân ra sân, chơi một trận chính thức với cường độ mạnh đó là sai lầm. Hãy bắt đầu từ việc làm quen nhẹ nhẹ. Bạn xỏ đi lại nhẹ nhàng trong nhà. Nâng cao hơn có thể là chạy nhẹ, rồi sau đó là tự tập với bóng, nhảy dây hay là làm bài tập sau đây như tôi hướng dẫn. Bạn đứng khuỵu gối trên một chân, song chân còn lại đưa ra phía trước, rồi đưa chéo ra phía sau, rồi lại đưa sang ngang sang phía sau. Đây là bài tập mà tôi mới học được trên mạng về việc là làm cách nào để khiến cho cổ chân của mình khỏe hơn, để có thể tránh những trường hợp lật cổ chân sau này. Như các bạn có thể thấy là cái chân trụ của tôi, khi mà tôi đưa chân ra phía sau sang hai bên thì cảm giác nó không được chắc chắn mà nó lung lay một chút. Các bạn hãy thử xem, có thể các bạn cũng vậy đấy. Và mình hãy cố làm sao để giữ cho cái chân của mình nó được đứng thẳng và không bị chống cái chân kia xuống đất. Như thế thì dần dần cổ chân của mình sẽ khỏe lên. Và ngoài ra có thể là bài tập như tôi đang đứng ở cầu thang đây. Tôi đứng chỉ khoảng 1/4 của bàn chân vào thành cầu thang. Xong sau đó nhón lên nhón xuống. Đó là bài tập mà tôi thấy là cũng giúp cổ chân tôi khỏe hơn rất nhiều. Ra tổng hợp này tôi cảm giác giống Hyper 1 nhưng mà nó không được mềm bằng. Bề mặt của nó trông cũng lì lì và tôi sờ vào thấy khá trơn. Mặc dù có những cấu trúc hình tổ ong lồi lõm ở đây, nhưng mà chính những cái phần này cũng không làm tôi thấy cảm giác sần và dính như là Hyper 3 đâu. Nhưng mà khi vào trận thực tế thì đó cũng không phải là vấn đề. Đi bóng đỡ bóng đều có cảm giác thật chân. Và nhẹ như thế này thì xử lý phạm vi hẹp cũng rất thích. Lại nói về cái đệm gót này đi, thì tôi thấy đệm gót của đôi này rất là êm, chạy rất sướng. Và ngoài ra thì ở phần mũi chân này, nó mềm nhưng mà nó không phải là kiểu mềm mỏng, mềm oặt như kiểu Hyper 3 đâu, mà nó là mềm kiểu đàn hồi này. Chúng ta lại quay về một cái vấn đề muôn thuở, đó là nhẹ như thế này thì sút có lực hay không. Với tôi thì là có, mà sút rất căng luôn đấy. Bởi vì đôi giày này ôm khít, cực khít với chân luôn. Cảm giác như đôi giày này được đúc, được tạo ra để đúng với form chân của tôi vậy. Vậy nên là sút rất sướng. Với những ai mà đang đi những đôi Nike Pro tầm 250g một chiếc thì chuyển qua đôi này sẽ cảm thấy hơi bị hững đấy. Nhưng mà tin tôi đi, bạn chỉ cần thời gian để làm quen với nó thôi. Magista có nghĩa là pháp sư các bạn ạ. Và Nike định hướng dòng Magista này dành cho các cầu thủ đá giữa, tấn công, có tính sáng tạo cao. Và nếu như không nói về những đường truyền thì quả là một thiếu sót. Và với tôi, cảm giác thật chân mà đôi Magista Onda này mang lại khiến cho những đường truyền của tôi có độ chính xác cao, đồng thời là một cảm giác bóng và việc đi bóng rất là uyển chuyển. Kết lại thì đây là đôi giày hàng cổ dòng Academy mà tôi đánh giá cao nhất, vì nó có upper mềm, cảm giác bóng thật chân, chạy êm, chân bé đi lại hợp mà còn rất thoải mái nữa. Đây là một đôi giày phù hợp với bất kỳ ai, chỉ trừ những anh em nào thích cảm giác đầm ở trên chân thì có lẽ đây không phải là một lựa chọn hàng đầu. Vậy còn những anh em chân thon mỏng thì sao? Anh em trải nghiệm đôi này rồi có thể cho tôi biết được không? Bởi vì tôi nghĩ là form giày này có lẽ là không hợp với cả chân thon gầy cho lắm. Còn ai mà chưa quen với giày đế cao thì hãy thử những bài tập mà tôi đã để ở phía trên nha. Cuối cùng thì rất mong là đôi này không bị tăng giá trong tương lai. Mua cũ là loanh quanh 1 triệu là anh em mình đều vui rồi. Bình thường các bạn rất hay bỏ qua cái bức ảnh này, nên là hôm nay tôi show nó lâu hơn một tí nha. Ở dưới cùng thì các bạn có thể nhìn thấy là chiều dọc và chiều ngang chân tôi là 25,5 và 10,5 cm. Đôi giày này tôi đi size 42 và ở bên trên thì có các đôi giày khác size số cũng sâu rõ. Đôi giày này tôi đi thừa mũi nửa ngón tay cái, cảm giác siêu vừa vặn. Nếu như các bạn sở hữu mẫu giày này và có những đánh giá khác tôi, làm ơn hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho những anh em vào sau có cái nhìn đa chiều hơn về mẫu giày này nha. Và trên đây là tất cả những chia sẻ của chúng tôi về Nike Magista Onda 1. Nếu như các bạn thấy video này hay, đừng quên thích và đăng ký kênh cho mình. Và ngoài ra ở bên này các bạn có thể thấy là một list các video về giày bóng đá chính hãng mình đã làm, hãy click vào đó để xem thêm nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.